Toàn cảnh thành phố Miami, nơi Messi sinh sống và thi đấu có gì đặc biệt? Chào mừng các bạn đến với video của Kiên Địa Lý. Các bạn thân mến, chỉ mới đây thôi Messi đã chính thức có màn ra mắt tại câu lạc bộ bóng đá nhà người Mỹ Inter Miami. Tại sao không phải là Barcelona hay những đồng đô la dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út mà Messi lại chọn thi đấu tại Inter Miami? Cuộc sống và phong cảnh tại thành phố Miami có phải là lý do khiến Messi chọn thi đấu tại nơi này? Tại sao Messi không chọn thi đấu tại xứ sở lạc đà và dầu mỏ như Ronaldo? Hãy cùng Kiên Địa Lý khám phá và tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Về địa lý, Miami là một thành phố nằm ở tiểu bang Florida, miền đông nam của Hoa Kỳ các bạn ạ. Với vị trí đắc địa bên bờ biển Đại Tây Dương và khí hậu nhiệt đới, Miami là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Về địa giới hành chính, Miami thuộc quận Miami-Dade và là thành phố lớn nhất vùng đô thị phía nam Florida. Tên gọi của thành phố có nguồn gốc từ bộ tộc Miami, một bộ tộc bản địa từng có địa bàn rộng lớn ở miền đông Hoa Kỳ, nay đã không còn tồn tại. Miami ngày nay là nơi lập nghiệp lớn của người Mỹ gốc Cuba. Về khí hậu ở thành phố Miami được xem là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Với vị trí ven biển và khí hậu nhiệt đới ẩm, Miami có mùa hè nóng và ẩm ướt và mùa đông ấm áp và ôn hòa. Mùa hè tại Miami bắt đầu từ tháng 6 đến tháng ứng với mùa hè ở bán cầu Bắc và kéo dài đến cuối tháng 9. Trong thời gian này, nhiệt độ trung bình hàng ngày dao động từ 28 đến 32 độ C và đôi khi có thể cao hơn. Độ ẩm cũng rất cao tạo nên cảm giác oi bức và nồm ẩm. Mưa và bão có thể xảy ra, đặc biệt trong tháng 8 và tháng 9 khi mùa bão hoạt động. Mùa đông Miami bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 2 và thời tiết ấm áp và ôn hòa làm cho thành phố trở thành điểm đến du lịch phổ biến trong mùa đông. Nhiệt độ trung bình hàng ngày trong mùa đông dao động từ 20 đến 25 độ C, thậm chí có thể cao hơn. Mưa xuất hiện ít hơn so với mùa hè và những ngày nắng ấm màu xanh lá cây là điều thường thấy. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, Miami thuận lợi cho việc du lịch quanh năm. Du khách có thể thưởng thức nắng và biển vào mùa hè hoặc tận hưởng thời tiết ấm áp trong mùa đông. Khí hậu đa dạng của Miami là một trong những yếu tố thu hút du khách và tạo nên không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời ở thành phố này. Về văn hóa, con người. Con người thành phố Miami có một sự đa dạng về nguồn gốc dân tộc và văn hóa. Miami là một điểm đến phổ biến cho du khách từ khắp nơi trên thế giới và dân cư thành phố thường được đánh giá là có tính quốc tế cao. Miami là một thành phố đa dạng dân tộc. Dân cư Miami bao gồm người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Latin, đặc biệt là người Cuba, Colombia, Venezuela và Brazil, người Mỹ gốc Haiti, người Mỹ gốc Á và nhiều quốc gia khác. Sự hòa trộn dân tộc này tạo nên môi trường đa văn hóa đặc trưng cho thành phố. Ở Miami, tiếng Anh là ngôn ngữ chính, nhưng tiếng Tây Ban Nha cũng được sử dụng rộng rãi. Do đó, bạn có thể nghe được cả hai ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày trong thành phố. Với sự hiện diện mạnh mẽ của cộng đồng người Latin, Miami được biết đến là một trung tâm văn hóa Latin lớn. Nền âm nhạc Latin như là salsa, merengue và reggaeton thường được phát sóng và biểu diễn ở khắp nơi trong thành phố. Do khí hậu ấm áp quanh năm, người dân Miami thường thích tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Bãi biển, các công viên và sân vận động thể thao là những điểm đến phổ biến để tận hưởng thời gian ngoài trời và thể dục. Miami có cuộc sống về đêm sôi động, đặc biệt là ở khu South Beach. Các quán bar, hộp đêm, nhà hàng và sự kiện văn hóa thường mở cửa đến khuya. Miami cũng là nơi gặp gỡ của nhiều người đến từ các nền văn hóa và quốc gia khác nhau. Điều này tạo nên một môi trường đa văn hóa và thúc đẩy sự chấp nhận và sự tôn trọng đối với các giá trị và niềm tin khác nhau. Tất cả những đặc điểm này làm cho Miami trở thành một thành phố phong cách, đa văn hóa và thu hút người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta cũng có thể hiểu thêm phần nào lý do mà Messi đã chọn đầu quân cho câu lạc bộ Inter Miami rồi chứ ạ? Về kinh tế, các bạn biết không, với nền kinh tế mạnh mẽ và đa dạng, Miami là trung tâm tài chính, thương mại và văn hóa và đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của Hoa Kỳ. Miami là một trung tâm tài chính quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và quản lý tài sản. Nhiều ngân hàng lớn, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư có trụ sở hoặc chi nhánh tại Miami. Với vị trí địa lý gần cửa ngõ với các nước Trung và Nam Mỹ, Miami được coi là một trung tâm thương mại quốc tế. Cảng biển Miami là một trong những cảng hàng đầu của nước Mỹ về thương mại quốc tế và vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, thành phố còn có khu vực thương mại tự do và nhiều trung tâm mua sắm cao cấp, thu hút khách du lịch mua sắm từ khắp nơi trên thế giới. Ngành du lịch là một trong những nguồn thu quan trọng của Miami và ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố này. Thành phố thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với bãi biển nổi tiếng, khí hậu ấm áp quanh năm, các khách sạn, nhà hàng, sự kiện văn hóa và hoạt động giải trí đa dạng.
Bờ biển Miami được coi là một trong những địa điểm nghỉ mát hàng đầu trên thế giới. Với bãi biển trải dài và cát mịn, du khách có thể tận hưởng những ngày nắng vàng trên bãi biển, tắm biển, tham gia các hoạt động thể thao nước hoặc thả mình trên những chiếc ghế thư giãn. Các khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhà hàng và các cửa hàng cao cấp có sẵn để đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Thị trường bất động sản của Miami phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Căn hộ cao cấp, biệt thự ven biển và khu phức hợp thương mại đang được xây dựng và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngành công nghệ và khởi nghiệp đang phát triển nhanh chóng ở Miami. Công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp và trung tâm nghiên cứu công nghệ đã mọc lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và đổi mới công nghệ. Miami cũng có một ngành y tế phát triển với nhiều bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe và viện nghiên cứu y tế hàng đầu. Tóm lại, nền kinh tế của thành phố Miami rất đa dạng với sự đóng góp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự kết hợp giữa thương mại và quốc tế, du lịch, tài chính, bất động sản và công nghệ đã tạo nên một môi trường kinh doanh sôi động và đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Tiếp theo là những điều thú vị về thành phố Miami. 1. Đây là một thiên đường ngắm người nổi tiếng. Thành phố Miami thường được coi là một thiên đường để ngắm người nổi tiếng. Với sự phát triển của ngành giải trí, thể thao và công nghiệp điện ảnh, Miami thu hút nhiều người nổi tiếng từ nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ cho đến vận động viên và nhân vật công nghiệp truyền thông. Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những ngôi sao bóng đá hoặc là những người nổi tiếng khác thường lui tới đây để nghỉ ngơi sau một mùa giải căng thẳng. 2. Sự thú vị về ẩm thực Cuba. Thành phố Miami thì nổi tiếng với ẩm thực Cuba đa dạng và thú vị các bạn ạ. Với cộng đồng người Cuba lớn và sự ảnh hưởng văn hóa sâu sắc, Miami là nơi tuyệt vời để khám phá và thưởng thức ẩm thực Cuba. Miami có nhiều nhà hàng và quán ăn đặc trưng với các món ăn Cuba truyền thống. Một số món ăn phổ biến bao gồm thịt bò xé, lợn quay, gà hầm cùng cơm và bánh chuối chiên. Bạn có thể thưởng thức các món sandwich Cubano chứ danh với thịt lợn, thịt nguội, phô mai và pickle. Miami có nhiều quán cà phê Cuba nổi tiếng, nơi bạn có thể thưởng thức các loại cà phê Cuba truyền thống như là espresso đậm đặc, cafecito kết hợp với sữa đặc. Quán cà phê Cuba thường là nơi để người dân Miami gặp gỡ, trò chuyện và thưởng thức cà phê. 3. Trung tâm giải trí của Mỹ. Mặc dù Miami không phải là thủ đô của Hoa Kỳ, thủ đô là Washington DC, nhưng đây được coi là một trong những trung tâm giải trí hàng đầu của Mỹ các bạn ạ. Thành phố này có sự phát triển mạnh mẽ về ngành giải trí và được biết đến với nhiều hoạt động giải trí đa dạng. Miami có bãi biển tuyệt đẹp và khí hậu ấm áp quanh năm, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như bơi, lướt ván, chèo thuyền, lặn biển và thể thao trên biển. Bãi biển South Beach nổi tiếng với không gian vui chơi sôi động và hoạt động giải trí. Miami có cuộc sống về đêm sôi động với nhiều quán bar, hộp đêm và sự kiện giải trí. Khu vực South Beach và Wynwood là địa điểm phổ biến để tận hưởng nhạc sống, DJ và các sự kiện văn hóa đặc sắc. Miami cũng là điểm đến du lịch gia đình phổ biến với nhiều khu vui chơi, công viên nước, vườn động vật và sự kiện dành cho trẻ em. Jungle Island, Miami Aquarium, Zoo Miami là một số địa điểm thú vị dành cho gia đình. Với sự kết hợp giữa bãi biển tuyệt đẹp, đời sống về đêm sôi động, văn hóa nghệ thuật và cả sự kiện thể thao, Miami đã tạo nên môi trường giải trí đa dạng và hấp dẫn cho cả người dân địa phương và du khách. 4. Một cảnh quan đô thị không giống nơi nào. Cảnh quan đô thị ở Miami rất đa dạng và thu hút với sự kết hợp giữa các tòa nhà hiện đại, kiến trúc độc đáo và không gian xanh. Kiến trúc Art Deco. Khu vực South Beach của Miami nổi tiếng với kiến trúc Art Deco. Những tòa nhà có màu sắc tươi sáng, hình dáng độc đáo và chi tiết hoa văn phong cách Art Deco tạo nên không gian đô thị đặc biệt và thu hút du khách. Skyline. Miami có một skyline đặc trưng với tòa nhà cao tầng, đặc biệt là ở khu trung tâm tài chính và khu Brickell. Những tòa nhà chọc trời mang phong cách hiện đại và thiết kế đa dạng tạo nên một cảnh quan đô thị đẹp mắt. 5. Sự quyến rũ của bãi biển. Bãi biển ở Miami có sự quyến rũ đặc biệt và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Cát trắng mịn và biển trong xanh là những đặc trưng chính của bãi biển ở Miami. Cảm giác mềm mại và mịn màng của cát khi chạm vào chân cùng màu nước biển tuyệt đẹp tạo ra cảm giác thư giãn và quyến rũ. Khí hậu ấm áp quanh năm là yếu tố quan trọng làm cho bãi biển Miami trở nên hấp dẫn. Du khách có thể tận hưởng bãi biển và các hoạt động ngoài trời suốt cả năm mà không cần lo lắng về thời tiết. Bãi biển Miami có cảnh quan tự nhiên đẹp mắt với khung cảnh biển, bầu trời xanh và hàng dừa mát mẻ. Tầm nhìn xa xa ra biển và ngắm nhìn các tàu thuyền đi qua tạo ra một không gian yên bình và hấp dẫn. Sự kết hợp giữa cát trắng biển xanh và khí hậu ấm áp và các hoạt động thú vị tại bãi biển Miami tạo nên sự quyến rũ đặc biệt và làm cho nó trở thành một điểm đến phổ biến cho du khách yêu thích biển và nắng.
Vâng, đến đây thì các bạn đã hiểu phần nào lý do Messi chọn thi đấu tại Miami rồi chưa ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nếu thấy thú vị đừng quên bấm like, đăng ký và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.